Sao các em không chào cô? Đâu đâu. Sao? Đâu đâu. Hả? Đó nào đâu. Đó hai nào đâu. Nói em chào cô ơi. Đâu đâu. Hai đại nào. Ờ. Hai gì đó. Đại nói nè. Nói là các em hôm nay cô sẽ lớn trẻ hơn một tí. Hôm nay chúng ta sẽ học chữ này. Cô ngồi đây đi cô. Nè này nè. Cô ngồi đó đi cô. Nè. Nè. Ơi 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 Điền ơi ơi để quét đi cái gì để quét đi hả để quét chỗ đi cái gì để quét đi bây giờ giải pháp hả hả ừ để đó nữa để đài á rồi giới thiệu học sinh đây bạn này tên gì bạn này tên là Phát về tên gì tên Phát con tên Phát còn con tên gì tên Dài tên gì tên Dài tính dài hả? Đúng rồi. Giờ nay nhiêu tuổi? 2 tuổi. 2 tuổi hả? Mấy tuổi hơn 2 tuổi rồi? 4 tuổi ông ơi. Ông thua chị sửa con tuổi hả? Thì ai lớn rồi? Hả? Thì ai lớn? Lớn chưa? Lớn rồi. Lớn chưa? Bé bé vô chỗ này đi. Rồi, để cô giáo dạy bài kìa. Không được, không. Đúng rồi, kêu cà rốt ngồi dậy coi. Chị sửa dạy dạy với bài. Có trẻ không có sao vậy phát gì chỗ luôn nè chị sửa dạy tiếng Anh nè dạy chỗ các bạn dạy chỗ ơi. Tài ơi con điều động anh Phát với lại cà rốt đây thôi tập trung lên học bài mình sẽ học 3 tuần hôm nay mình sẽ học tiếng Anh với học chữ nha các em rồi bạn nè Tài học nè tập trung học nè không có chơi chơi trời ơi lớp này quậy quá rồi Tài ơi tập trung học đi con rồi hôm nay mình sẽ học đó ơi đọc luôn một cái hôm nay mình sẽ học chữ nha rồi chỉ cho Tài đọc đi con chỉ cho Tài đọc đi hôm nay mình sẽ đọc hôm nay mình sẽ dạy chữ chữ mình sẽ học chữ ghi lại học tiếng Anh nha cho học bảy chữ cái chưa không phải rồi học chữ cái đi ok cho học chữ cái đi lên lại học 7 chữ cái ra chờ chữ kia 7 chữ cái rồi cô giáo cô đây một dịp cái gì bà ba ăn ngày bà ba a ba a ma đọc lại nè đọc chưa đúng nè tính lại bơ a ba ma rồi đọc lại lần nữa coi cho con nghe mẹ con mẹ đọc lại coi bơ ba a đúng chưa cô chơi động ma hơn ghi chú mẹ nói đầu không mẹ đầu không chú mẹ ơi ai biết chữ mẹ không đó. Chứ học chữ mẹ nè rồi giờ chỗ gì chỗ hết người trong quán là gì nghe chữ mẹ cho giờ Tài ơi Tài tập trung học đi con cô sẽ mời các em lên viết thôi đừng kéo cà rốt nè cô Ngọc Diệp ơi cô Ngọc Diệp dạy cho Tài đọc từ số 1 tới số 10 đi cô Ngọc Diệp Tài ơi chỗ này nghe bao ghế màu vàng Tài tập trung học nè ok hôm nay chị đang học á em tập trung học nè thôi điểm số 1 tới 10 ơi nè cà rốt điểm 1 tới 10 Tài điểm ơi cô chỉ hôm nay cô sẽ mời Tài viết cái này trước. Ok. Chơi đi. Rồi. Hôm nay mời Tài lên dạ. Đi chơi đi. Hôm nay cho Tài viết trước cái đám Phát nha. Rồi Tài đọc đi, dạy Tài đọc đi con. Rồi. Rồi. Đây cà rốt ơi, cà rốt quậy quá rồi. Ghi chữ bờ ba đàng hoàng nha, đừng có ghi chữ xấu. Qua đây cà rốt, qua đây ngồi. À, cho ngoan thương. Lát cho bánh kẹo, nghe không? Ghi ngồi yên đó, lát tôi vô tôi sô cô la nghe không? Ngồi yên lát tôi vô sô cô la nghe không? Ừ, lì là không có cho ăn nghe không? Nghe không? Ừ, mỗi khi tôi cho kẹo nhiều lắm biết không? Wow, nghẹo. Ừ. Ăn nghẹo. Ăn nghẹo rồi học xong rồi ăn nghẹo. Ăn nghẹo hả? Ăn cái gì? Ăn nghẹo. Không, đọc ra, dạ em đọc đi con. Dạ em đọc đi, em đọc chưa chuẩn nè. Rồi chữ xấu này chữ xấu mà con ai rồi ơi sắp đường rồi đó rồi rồi rồi
cho kẹo nghe không? Rồi rồi. Chưa mà him chỉ mà. Rồi, cháu à. Sắp được rồi kìa, đẹp không? Rồi, đến đây ngửi gì vậy? Bỏ ba. Dạ ma. Đọc ba đi. Ba. Ma. Ba ba. Ba ma. Nè, chạy ra. Ba 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 ba. Ba ma 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 ma. Rồi, chị Nhiên mở ma. Ba ba. Rồi, sắp được rồi nè. Rồi đến phát gì vậy? Rồi đọc đi, đọc chữ đi. Mày giúp nó cái này nè. Ôi cô tật cực cô quá rồi, cô dạy mấy bạn bạn học tập quá. Rồi. Bạn nào ngoan? Xí nữa cho một. Đâu mẹ? Xí nữa có hai lượng. Rồi ngoan đi, cô cho một. Không có. Đáp. Trời ơi. Đáp. Trời. Đáp. Đây. Đọc kìa, đọc kìa. Ba ba. Ừ ma. Trời. Đứng cho cô, được cho cô. Phát viết. Phát viết đi. Đọc lại, đọc lại cái chữ gì? Đúng rồi đó. Rồi phát âm từ nè, từ 1. Đây, chữ con nè. Nè, pha tài. Đâu? Nè. Ê, bên đây. Ba, 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 ba. Ê, ghi chữ A vô. Trời, nhồi quá rồi. Đáp quy. Ba, ba. Ba, ba. Ba, ba. Rồi. Rồi vô chỗ. Bạn đã không ngồi vô chỗ. Bạn đã cho làm phép tấn. Bạn nào không vô chỗ, hồi lát chú không vô, không cho kẹo đâu. Đưa sữa, đừng đi qua lại ngoài con. Ê, cho. Con tài ông phép tấn dễ với một cái bộ máy. Để nào đọc nè. Đọc đi. Nè na nè ra. Cái gì? Nè na nè. Một. Một. Hai. Hai. Ba. Ba. Bốn. Bốn. Năm. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Sáu. Bảy. Sáu. Bảy. Bảy. Tám. Tám. Chín. Đến. Mười. Mười. Mười một. Mười một. Mười hai. Mười. Mười ba. Dạ. Mười bốn. Mười lăm. Mười ba. Mười sáu. Mười sáu. Mười bảy. Mười. Mười tám. Mười bảy. Mười chín. Mười chín. Hai mươi. Hai mươi. Rồi đọc lại đi. Dây chó gì chỗ? Dây chó. Hai. Cô kia về chỗ kìa. Dây chó. Ngồi về chỗ. Rồi mấy bạn ngồi quá rồi. Xin mời về chỗ. Ông mặn nè. Cái gì? Ông mặn nó. Ông mạnh nè hả? Ông mặn ẩm nó được nè. Ẩm được không? Ẩm. Ẩm được. Trời ơi, tôi ở với ông lâu ngày tôi nghe quen tôi nghe được chứ chắc ông bà cô chú nghe không ông nói chuyện không được rồi. Ông mát rồi. Nè. Bạn nào không ngoan nặng. Thầy đã. No khen đi, bạn nào không ngoan no khen đi. À. No khen đi nè. Đi tên vô rồi bạn, nè. Bạn nào mà vô cái này thì no khen gì? No khen gì? Yeah. Không có kẹo cô giáo. À, không có kẹo cô giáo ngồi xuống học đàng hoàng. Các bạn nhỏ chơi đi. Không, các bạn nhỏ phải học đàng hoàng cho các bạn nhỏ học con ngoan. Trước giờ. Để cô lên. Cho kẹo xuống bộ. Đúng đường. Cho nhẹo ăn đi. Cho nhẹo ăn hả? Nói ngủ nữa. Cái gì nói gì? Tao nói bụng nữa, không ngồi nhẹo. Nói bụng hả? Hả? Ăn kẹo gì? Kẹo tôi đớt thấy không luôn à, cái kẹo màu vàng hả? Ừ. Kẹo hoàng á. Ngồi xuống đàng hoàng mới cho kẹo. Ngồi xuống đàng hoàng. Ngồi xuống giỏi tôi mới cho kẹo. Lì là không cho kẹo. Dạ. Ăn kẹo gì? Ăn kẹo gì? Nó không nhiều gì không? Ăn nhẹo, nó nhẹo đua đi. Nó ăn nhiều đua. Kẹo gì? Nó nhẹo đua. Kẹo đua là cái gì? Nẹo nô nô nó. Hả? Cái gì về tài? Đâu nẹo nô nô nó đây. Này một đái mấy một đái. Ê, ghé không mặt xong rồi ghi tan cho. Anh nào bị gắt quá. Thôi mấy bạn lì quá nè. Cô bực bội kìa để cô la hét không được đó. Cô đừng có la cô ơi. Nha cô từ từ cô nhẹ nhàng với học sinh thôi. Cô hôm mai cô sẽ dễ cái mặt trước xí nữa. Cô ơi, mắt, mũi. Cô vô nhà, cô giờ cô vô nhà, cô nói mẹ học á, xin mấy viên kẹo sô-cô-la ra cho mấy bạn nhỏ đi, để mấy bạn nhỏ tập trung học. Rồi, đợi cô giáo nha, đợi cô một giờ cô đi mua quà, à, giờ ngồi cô yên. Đi mua đồ nha. Con muốn ăn kẹo gì nè, Tài muốn ăn kẹo gì? Kẹo hoàng. Hả? Kẹo hoàng. Cậu hoàng hả? Mà học ngoan không? Thôi nè, để chị sữa đi lấy kẹo. Nè. Hủ lộn nè. Hỏi nè, cà rốt cũng lộn. Để tôi viết cho. Nét đi.
Đó, mấy thằng ông trai này, mấy ông trai này thiệt coi, quậy quá quậy rồi. Phát rồi xuống ai? Đập đất nè. Tài ngồi xuống ơi. Nè, ngồi khoanh tay đàng hoàng, chị sửa ra, chị sửa cho kẹo. Bạn nào không khoanh tay là không cho kẹo. Bạn ngồi khoanh tay đàng hoàng. Các bạn ngồi xuống khoanh tay nè, cà rốt. Ngồi xuống khoanh tay đàng hoàng. Ngồi yên, ngồi yên. Chị sửa mới cho kẹo. Lì là không cho kẹo nghe không? Nghe không? Bạn nào ngoan cho kẹo nhiều. Ngoan chưa? Ngoan. Ngoan thiệt không? Ngoan mẹ. Mai có đi học không? Đó. Học lớp mấy rồi? Lớp 4. Lớp 4 rồi hả? Ừ. Học lớp 4 gì vậy? Mấy tuổi? Mấy tuổi mà học lớp 4 gì vậy? Đó. Mấy tuổi mà học lớp 4 vậy? Nốt đông miếng học. Cái gì? Nốt đông miếng học nữa. Nữ mà xấu á. Ừ rồi chú vừa cho kẹo. Mọc phải ngoan nghe không? Dạ. Ông này là ở nhà là cho kẹo suốt nè, giờ gặp tôi đồ kẹo nè. Đeo đeo hoàng. Kẹo gì? Đeo hoàng đó. Đeo hoàng hả? Hả? Thôi đó, đeo hoàng đi đâu mấy đời đeo hoàng. Kẹo gì? Kẹo vàng hả? Hả? Ờ chị sửa. Nè, chị sửa cho kẹo nè. Từ từ chị sửa cho. Từ từ ngồi yên không có giành giật. Ngồi yên, chị sửa phát. Ngồi yên. Ngồi yên chị sửa cho. Trà sữa là học sinh. Tài ngồi phát ngồi yên đây. Ngồi yên xuống, ngồi yên xuống đây nè. Tôi lì quá. Lì không cho kẹo luôn. Bạn nào lì không cho kẹo. Đó đó. Tài ngoan chưa? Tài ngoan chưa? Tài ngoan chưa? Qua đây ngồi chị sửa cho. Rót ngồi xuống. Rót ngồi xuống thôi nhẹ mà. Có nghe Tài nói không? Ngồi xuống đi chị sửa cho kẹo. Ê chị sửa. Từ từ. Wow. Gì vậy? Thôi đốt nói trời. Trà sữa là của cháu. Từ từ, con đổ ra giữa sữa. Nấu nữ à. Quang. Từ từ bạn để chị sữa cho. Bạn nào Nguyên học xong đi. Các bạn lì quá là chị sữa không cho nè. Đâu đâu học mà. Học xong qua đây ngồi nè, lại đây ngồi đây đàng hoàng. Lại đây ngồi. Nghe không? Học xong rồi cho. Bữa giờ hay là mới mua cho. Thế nào con đang học? Kẹo bữa giờ hay bữa giờ. Kẹo mới á, qua đây ngồi, qua đây ngồi. Qua đây ngồi. Kẹo ngon á. Ngồi ngoan nè. Ngoan không Tài? Ngoan. Ngoan thiệt không? Ngoan. Mấy ông lì quá rồi. Mấy ông xích qua bển coi. Mấy ông ngồi xếp hàng cho tôi coi. Để cô giáo trà sữa la sùm kìa. Của cà gớt. Xích đen. Trong ngồi viên kẹo. Ngồi lên xích vô quan kia ngồi. Rồi phát qua nó ngồi coi. Không nghe là chú vừa không có cho kẹo luôn á. Lì quá không cho kẹo. Ngồi. Nghe không? Nghét nè. Cái gì? Không có giết bậy bạ của chị sữa kìa. Rồi, mang kẹo, trà rót. Khoan. Cái cặp có sữa ra. Ồn. Cái gì? Có đem kẹo hả? Đâu, coi đã hết ồn mua. Hết ồn luôn hả? Hết ồn. Chị sữa la lớn quá hả? La lớn á. La lớn quá hả? Phải nói là nhỏ nhỏ thôi, la lớn quá em nó hết hồn rồi con. La lớn này hết ồn. Hết rồi la lớn hết ồn luôn hả? À. Ừ. Rồi 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 chuột nè. Cái gì? Chuột nè. Chuột hả? Quê con ở đâu? Chuột bên đây mới nè. Quê con ở đâu con nói coi? Tiền Giang. Tiền Giang. Ở đâu? Ở Tiền Giang. Ở đây nè, ở đây nè. Cái gì? Đây nè, ở đây nè. Con gì? Con chuột. Chuột. Chuột đó. Con chuột hả? Dạ. Chuột nắng dài á, đàn ông ơi. Nói rõ ràng nè, đừng nói đớt nè, con chuột. Con chuột. Con chuột. Con ngựa. Con chuột. Con ngựa. Chà út chút nặng chuột. Rồi ngon ngon nha. Trời ơi chị sữa nó đớt mà ông còn nó đớt hơn chị sữa. Con nói con ngựa nè. Con nói con chuột nghe không? Con mèo. Con mèo. Tại là mấy con cái này. Con chó. Con chó. Con chó. Con chó. Con chó. Chị chó hết. Chị chó hết. Đừng có la chị sữa nè, chị sữa la ông sầm, chị sữa la nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhẹ thôi. Ờ, à, la nhỏ nhỏ, la nhỏ nhỏ thì hết hồn kìa. Bộ đường chơi lại cho một người một cây kẹo đi, mấy bạn mới ngồi yên. Còn không cho là mấy bạn không ngồi yên luôn. Cho cục đi. Rồi, cho mấy bạn ngồi yên, một cục đi mấy bạn ngồi yên. Còn bạn nào không ngồi yên thì không cho nữa. Từ từ. Đâu nè. Tôi ăn kẹo nào rồi cậu á. Không, kẹo nào. Ngồi yên đi. Nè, rớt. Của em. Xí nữa đang học cô cho tiếp. Cô để đâu chứ không giờ. Hả? Cái gì? Để đâu ạ?
dùng gì? Cái vỏ này để đó thì lát vô dùng sọt rác, không có bỏ đàng hoàng, không bỏ tùm lum nè. Rồi tại đâu vậy? Tại đâu vậy? Không ở đây nhận kẹo nữa hả? Ở đây học có kẹo nữa mà. Quên hả? Quên học, học đây càng lâu càng có kẹo nhiều à. Bạn nào mang xí nữa cô cho chơi bộ đồ chơi cho gia đình nàng. Trời hỏi ra. Tao em đây bắn súng. Cái gì? Tao em đây bắn súng. Cái gì? Bắn súng. Bắn súng hả? À. Thôi bắn súng nguy hiểm. Bắn súng rồi chơi á. Bạn nào quen, bạn nào quen xí nữa cô sẽ chơi cho mọi người làm ở trong trò chơi gia đình nha. Dạ. Cô vỗ tay là các em phải về chỗ liền. Dạ. Mấy bạn ngồi xuống đi, rồi cô cho kẹo, mấy bạn lên nhận kẹo, mấy bạn không ăn nè. Bạn nhồi quá trời rồi. Chơi gia đình. Ở xuống nè. Bạn nào được ngoan nhất thì bạn đó cuối giờ học sẽ được nhận nhiều kẹo, còn bạn nào lì thì bạn sẽ không được nhận kẹo nữa. Bạn nào ngoan cô sẽ cho mà. Cô sẽ đắp đầy hơn. Mà cô sẽ cho 5 viên kẹo. Cô sẽ cho 9 viên kẹo. Đúng rồi. Năm viên thôi. 9 viên thôi. Ngoan nè. Ăn không đây xé không? Rồi xé rồi. Xé cho em đi. Rồi cưng lắm không? Biết xé. Để phát xé. Biết xé không? Phải biết xé. Để đâu ăn. Cắn đây cứng rồi. Cứng nát cứ đứng rồi rồi. Cứng không tài? Đứng gì? Hả? Cứng không? Lấy viên ăn coi. Nhỏ. Cái gì? Nhỏ ngọt. Nhỏ ngọt nè. Cái gì? Rồi. Con ăn luôn hả? Tôi dám ăn kẹo quá. Tôi dám ăn kẹo luôn hả? Kẹo ngọt quá hả Tài? Kẹo đỏ. Ngọt cái nào? Ngọt như gì? Rồi ăn xong chưa? Rồi, chưa, đi, chưa, chưa. Xé dùm con đi. Dạ, xé dùm con để chị xé cho. Chị biết xé. Chị biết xé chứ. Mấy ông nhồi này nè, phát qua đó ngồi nè. Hả? Qua đó rồi. Rồi dục bậy bạ nè. Đó. Kẹo theo quá ăn được phải không? Đồ nhạo. Theo quá. Ăn bưng, mà bậy dục bậy bạ không có được phạt nha. Ừ. Tôi đã quýnh quét. Môi trường. Hả? Tôi đã rồi quýnh quét luôn á. Ờ quýnh phát luôn hả? Dạ. Phát. Quả miệng ra, hả miệng ra. À. Phát xả rác quá hả? Không có. Không được xả rác. Không. Kẹo lắng rác. Ví dụ ở đâu hả? Kiến thì sao chú? Thì mình gói vô mình lát mình bỏ thùng rác. Chờ. Sao con? Ăn dục lứa. Ừ. Sao mắt phát sinh quá. Rồi dạy học tiếp đi. Dạy cho Tài học nào. Ăn cơ chưa? Con dạy tiếng Anh cho Tài học đi. Ok đi chơi đi. Dạy cho Tài học tiếng Anh đi. Đi đâu? Nè. Ở trong học tiếng Anh nha. Này đứng đó, này vậy sao ăn? Cái gì? Này đứng đó, vậy sao ăn? Kẹo thì nó cứng vậy, nút từ từ. Dạy tiếng Anh nè. Được. What's your name? Dạ cô đi dẫn bạn. What's your name? Nói, ở đây học, đi chị sửa cho kẹo. What's your name? Đâu rồi, ông đâu rồi. Cái gì? Con rút năm rồi, nó biết ổn. Hả? Nó quét biết học nên gì được biết ổn. Cái gì? Đâu đâu mẹ la hoài à. Bị mẹ la hoài hả? Hả? Sao mẹ con la con? Mẹ bà có khi á. Đâu đâu quậy quá đâu mẹ nè. Con quậy quá hả? Sao quậy? Đâu đâu quậy đâu. Con mà không quậy hả? Em ơi, cô đâu? Cái mặt này không quậy, mặt nào quậy? Ăn gì quậy? Ăn gì quậy nhưng mà. Cô đâu? Mà đang ngóng mà đợi á. Cái gì? Nội nhẫn chén bắt đài luôn á. Cái gì? Nội nhẫn chén bắt đài luôn á. Đến sáng bắt đài hả? Dạ. Cô đâu? Cô đây. Rồi. Sao không ăn nữa? Trời ơi, trời cho ăn. Ông nội. Cứng quá sao ăn hả? Trời cho ăn. Có găng mà. Trời nè. Kim ơi. Người cắn hay vậy? Nó cắn không? Trời ơi, cà rốt ơi, sao cắn anh? Nhỏ dữ. Cắn là bẻ răng á. Cắn. Cắn là mốt chú không cho kẹo nữa. Trời ơi, chừng đỏ đi. Chị ơi. Rồi, chừng đỏ á. Chừng đỏ hả? Xin lỗi hả? Cô còn nhiều kẹo, bạn nào muốn ăn nữa đưa tay lên. Con. Nó nhồi quá rồi, từ nè. Mấy ông nhồi quá rồi. Ừ. Bạn nào ăn xí nữa, cô sẽ cho kẹo ngon nhất. Ờ, bạn nào ăn cô sẽ cho. Rồi, đó, đã rồi. Cái gì? Rồi đó, đã rồi. Cái gì?
Rồi đó, đấy. Gót cái gì? Gót cái kẹo. Gót cục kẹo. Cà gót đái hả? À. Đâu cà gót, nó nói là cà gót chơi cục kẹo, trong cục kẹo á. Ờ. Ông cục kẹo. Gót kẹo không? Không không. Kẹo này. Bạn nào muốn ăn kẹo nữa tay lên. Gan. Ai ăn đây rồi xuống đâu á. Cái gì? Ăn, bé ăn rồi xu đăng luôn á. Xu đăng luôn hả? Dạ. Chán chán gì một lần luôn rồi. Cái gì? Chán gì một lần luôn hả? Ủa, ừ, đi qua lại hoài phát. Không có đi trước ống kính nha con. Giỏi nha. Bà vẫn ăn dễ rồi, cô đăng mày á. Phát lại gì của con? Để mì nè. Phát lại gì của con? Phát là con phát kẹo. Con không kẹo dâu, kẹo chứ. Thôi kẹo cao cũng được nè. Kẹo cao cũng được. Đây xếp đâu. Đây, đôi đó ăn đi. Đồ gót có cục rồi. Mấy bạn nhỏ nhồi quá rồi, ở trong cái chòi này nhỏ quá nên Khương vừa quay không được. Bà cô chú anh chị thông cảm nha. Chắc quý bà cô chú anh chị xem cũng chật mặt dữ lắm rồi ạ. Cái này không muốn gỡ được, để con đi được kẹo. Kẹo. Đâu rồi. Cà rốt ngồi xuống. Ngồi xuống có nghe nè. Ngồi xuống giữ em cơ tại. Dạ. Con giữ em. Con nói đi, con nói phải cà rốt ngồi yên ngoan ngoãn nè hoàng cây. Trời đúng em ngoãn nha nha. Nha. Rồi. Ừ nha anh Tài mới thương. Liệu anh Tài không thương nghe không? Dục đi. Này. Dục gì nữa vậy? Giờ bỏ ai anh Tài? Để đây nát sọt rác. Bỏ đây nè, nát sọt rác. Ủa mà cái nguyên cái này của ai? Hả? Của em. Ờ. Ở qua đó 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 ăn đi. Không ăn lâu. Chén đâu ăn hoài ổng. 18 á bà. Ê. Trời, ê. Thôi thôi đừng cho mấy bạn ăn. Ê ê ê cho đó ăn đi. Thảm quá nè. Ai đau 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 nha. Trời ơi, kẹo quá à biết. Thôi 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 vậy đi. Đó, ám mày đợi. Đợi xuống nó xuống nha nha. Xuống nó xuống. Có đâu, có đâu. Để đó. Đi đi. Xuống. Đứng dậy đứng dậy. Đứng dậy nha nha. Cô sữa nha. Không thể quản lý được lớp của mình rồi. Rồi. Lớp mặc dù lớp có ba người thôi. Cho ngày ơi. Mấy bạn rồi rồi. Thôi 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 con là học trò chưa xong nữa con làm thầy gì. Rồi thôi chào tạm biệt đi. Lớp học bữa nay chào tạm biệt nha cô Diệp ơi. Cô Diệp. Hả? Mấy bạn nghe nhoi quá rồi, mà xíu mình học tiếp đi. Xíu hả Trung Dược. À. À cô Diệp ơi, chào tạm biệt nha cô Diệp. Nè. Nè. Cho các em làm phát tán đó. Các em biết làm không? Tao không biết đâu, còn biết rồi. Còn lúc 2 giờ. Phát đông. Tài biết làm không? Biết. Dạ biết. Biết. Con sẽ cho các em làm dễ hơn, con sẽ cho phát trước. Cho là 100 mấy đi. Cho là 100 mấy đi. Rồi, cỡ là 212 nè, em 160. Dạ thôi, cảm ơn quý bà cô chú đã theo dõi video của vợ con ạ. Rồi, chào tạm biệt nè con. Kính chúc quý bà cô chú nhiều sức khỏe. Dạ, xin chào tạm biệt, xin hẹp lại. Chào tạm biệt bà cô chú. Tạm biệt bà chú. Rồi, tụi con bye bye bà cô chú nè. Tài qua đây nè, chào tạm biệt bà cô chú đàng hoàng nè. Bên tay chào tạm biệt bà cô chú đàng hoàng. Tạm biệt đúng. Ông bà cô chú. Ngu. Tạm biệt ông bà cô chú. Tạm biệt, anh ngu. Chào tạm biệt bà cô chú. Ăn miệng đó. Chào tạm biệt ông bà cô chú. Ăn miệng bà đó. Tạm biệt ông bà cô chú. Ăn gì mà đó. Chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe. Đúng sức khỏe. Chúc ông bà cô chú nhiều sức khỏe. Đúng nhiều sức khỏe. Sửa. Dạy cho Tài chào tạm biệt bà cô chú. Tâm. 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 Biết. Ông. Ông. Bà. Mà cô đồ chú chú ok đọc cảm ơn bà chú không mà nữa không đọc gì mà bỏ chữ luôn luôn. Dạ rồi cảm ơn lại cảm ơn nhiều ạ. Hãy đón xem Ngôi Sao Việt Vừa mùa 2 được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Khương Dừa Channel bắt đầu từ ngày 9 tháng 9 năm 2023.